Em xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Đôi Hàng Nhật của anh nhé. Đấy, hôm nay thì có một cái video ngắn này các anh nhé, giới thiệu với các bác một đôi loa này, nó gọi là loa lời, loa trả lời đấy các bạn. Audio King này con này. Đấy, thương hiệu cực kỳ chất luôn mà giá nó cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, bác nào mà nhà đang thiếu giải mít hoặc các thứ, đang chơi karaoke mà thấy lời nó yếu thì các bác sắm ngay một đôi này nhá. Đấy, tiếng nó cực kỳ ngon luôn. Đấy, em thì có số lượng ít thôi nên là bác nào chốt thì các bác alo nhanh nhá. Đây, em test cho các bác qua một tí về nhạc nhá. Tiếng cực kỳ tốt rồi các anh nha. Đây, thông số cho các bác ạ. Tiếng nó cực kỳ tốt rồi các anh nha. Đấy, con này nó sử dụng một bát 16. Đây, như con này em tháo căng ra đây rồi cho bác, tất cả nó đều như này hết nhá. Đây, nó đều như này hết nhá. Đấy, nó tháo căng này hơi khó nên em tháo trước ra một con để cho các bác xem. Đấy, con này bát 16 gân đẹp và nó có ở tép này con này. Đấy, rất là đẹp luôn, audio King. Đấy, giá gần như là bọn em bao giá thị trường luôn, chỉ có giá là 1,2 triệu một đôi thôi. Đấy, 1,2 triệu một đôi này nhá. Đấy, audio King. Đấy, các bác cứ check thử cái đôi la lời của Audio King này. Trên thị trường các bác toàn bán 1,6 triệu, 1,7 triệu thôi. Đấy, còn em bán chỉ được tí tí rồi em lên đường thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại của em nhá. Đây, số điện thoại em đây con này. Đấy, xin chào các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em.